Sao? Trên Trời ơi, sao con thương chị? ổ cần gà luôn hả? Sao con thương chị vậy? Ủa. Thích chị hả? Rồi thôi ra cho chị làm đi. Mốt theo chị về nhà chị ở luôn nha. Theo về nhà chị ở luôn nha. Sao? Thì thương tích chị thì thương chị. Chị đi về Mỹ đi. Bây giờ Mỹ về nhà với con đi. À về về Mỹ với con hả? Về nhà với con. Con nuôi phải không? Hả? Con nuôi cô hả? Không có đâu. Không có đâu. Chứ ai nuôi? Trời mẹ ơi, coi coi. Coi coi coi. Ba nuôi con. À, ba nuôi con còn mẹ nuôi chị hả? Phân Hả? chia đúng. Trời, nó phân chia ra vậy luôn kìa, ghê không? Thấy? Nó kêu Hòa, nó thương Hòa, nó ôm Hòa, nó kêu Hòa về Mỹ với nó đi. Hòa nó có nuôi Hòa không? Nói ba nuôi nó, còn tôi nuôi Hòa. À, thôi đi ra ngoài đi cho mẹ massage lại lên đi. Rồi đi ra ngoài đi, để lên. Rồi thương chị đủ rồi, rồi đi ra ngoài đi. Ai vậy? Ngân hay Nguyên? Ngân. Ngân hả con? Ngân. Ủa à. Thôi con lên nằm đi. Cho nằm chị làm cho mẹ. Thương chị quá hả? Cô con thương mẹ quá luôn. Thương mẹ quá luôn. Con là tình thương bao la, đi đâu con gặp ai cũng thương hết á, nhất là mấy chị đó. Lớn lên sát gắn nhiều lắm nè. Nhiều u hả? Thích chị rất nhiều u đó. Thích chị rất nhiều luôn hả? Cảm ơn. À, tại sao thích chị? Mặt chị đẹp. Mặt chị đẹp hả? Cái gì con nói gì? Chị massage chân con không? Chân động như nhột quá sao chứ? Sao không? Đó, mẹ ngồi massage mà nó nằm kế bên, nó bảo vệ mẹ. Sao mẹ bị cái gì? Phải không? Đúng kêu rồi. Kêu ra ngoài cho chị ra. Kêu ra ngoài cho chị ra, nằm coi mẹ massage. Chị thương mẹ. Tại thương mẹ. Nhìn chị hoài vậy? Hay nhìn chị hoài vậy? Hả? Thấy lạ quá. Thấy lạ nhìn hoài vậy. Ké nữa. Nằm con bên mà tự nhiên phải nó trời ơi, Hòa làm xong là hết sảy nữa.